Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là tối hôm nay em sẽ quay cụ thể chi tiết hình ảnh về đôi loa Memory TTW. Em xin lỗi, TWW anh em nha. Thì lúc sáng là chưa có cái chìa khóa về. Hôm nay chiều về thì có chìa khóa rồi. Em mới mở cần ra đây. Và đây là cái cần lưới của nó em nói nha anh em ha. Cần lưới zin hết nha. Đây, tem mát logo tuyệt đẹp luôn. Sáng giới nha. Đây, cần lưới zin hết nha. Lo thì rất đẹp, căng lưới zin cho anh em chơi. Về ngoại hình là không có sức mẻ một tí tẹo nào cả cho anh em nhé. Lưới zin hết, con này là zin toàn tập cho anh em chơi. Đây, một cái bát 40cm kiền vuông và có hai vi tinh chỉnh phía dưới anh em nha. Được mạ vàng rất là đẹp. Đây, hai vi tinh chỉnh này chúng ta có thể thay đổi, chúng ta dặn cầu ra và chúng ta đưa vào cái vị trí mà chúng ta cần thích nghe. Thì quay qua điện thoại nó không có sáng đẹp bằng trực tiếp ở ngoài nè, ngoài độ sáng bóng nó rất là đẹp nha. Khung quách là tuyệt đẹp, màu mè là liền lạc hết anh em nha. Củ bát đây. Tuyệt đẹp luôn nha. Về ngoại hình anh em, em có quay sơ cho anh em ha. Đây là cái nắp ở trên này. Ở dưới cũng vậy, tuyệt đẹp luôn nha. Không có trầy bọng, sức mẻ, vẫn có lông mèo anh em. Thời qua thời gian vẫn có mà rất nhỏ và rất ít. Tại cặp này em tuyển rất là kỹ. Những cái đôi loa lớn như thế này em tuyển kỹ lắm nha. Nè, cạnh nè. Ở cái cảnh thế này phải liền như thế này luôn nè anh em nhé. Lưng mộng ở sau vẫn là gỗ lạng luôn, y như phía trước, tứ phía anh em nhé. Rồi em qua cái bên đây nha, bên đây cũng vậy thôi anh em nhé. Lo là tuyệt đẹp cho anh em chơi. Con này sử dụng gân cao su anh em nhé, gân cao su gân rin luôn. Rất đẹp anh em nha. Không có gì để bàn cho một đôi loa Memory TWW, một cái dòng cuối cùng của đời Memory, đó là TWW. Chất âm thì rất là tuyệt vời, dễ ghép âm ly nữa chứ không có khó anh em nha. Nếu anh em ghép thường thì chúng ta sẽ chọn Acouphase, những cái dòng ví dụ như là 380 này, 460, 470, 480. E từ dòng 5 trở lên thì là ok rồi. Dòng E 5 mà dòng Black A này, tính em này rất là ngọt, rất là nhẹ nhàng luôn. Tiếng bass sâu mềm nha, bass sâu mềm, trép rất là sáng tơi. Vì cái dòng này là dòng cải tiến đời cuối cùng của nó rồi, làm chất rất là hay, nó không bị mờ tiếng luôn. Đó, trưng bày đẹp, nghe hay. Anh em nếu là một cái phòng máy nó lớn lớn, nó khá khá thì trưng cái bộ sản phẩm này lên thì rất là tuyệt vời. Đó, nghe hay và đẹp cho anh em luôn. Rồi và tối nay thì em tiếp tục là mượn lại cái bộ đèn Rebound Monolock đèn của Tri OD. Bộ này thì đã có chủ về Bình Phước rồi anh em nha. Thì bây giờ em mượn test một lần nữa, sáng mai sẽ giao sớm cho bác khách luôn. Đó. Nà, đây là bộ đèn đây. Rất đẹp ha. Màu đèn tuyệt đẹp luôn anh em nhé. Rồi hôm nay thì em sẽ mời anh em, lúc sáng thì em sẽ test nhạc hoa rồi, bây giờ em sẽ mời anh em nghe thử một bản nhạc Vàng Trữ Tình của Tướng Vũ để anh em nghe nhé. Mắt em buồn cuộc chiến quên,
mắt em buồn của tim quê hương, tóc em buồn màu hoa châu vương, vì ai rêu khói lửa châu lưu hoài muôn thuở, em buồn buồn vì quê. Tiếng nấy tiếng nào ra nó rất là êm tai anh em nhé, không có bị ồn ào ha, bass xuống vừa phải, sâu mềm, không có bị mệt tức ngực anh em nhé, nghe lâu rất là dễ chịu ha. Rồi và ở đây thì bộ rè monolog đàn thì đã có chủ, em cũng xin cho qua và ở đây thì em sẽ báo giá về đôi loa anh em nhé. Và với đôi loa Memory TWW thì đang có shop em là nhớ là 146 triệu anh em nha, 146 bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha. Một đôi loa rất đẹp và bao anh em là zin toàn tập để anh em chơi nhé. Đôi loa cực kỳ đẹp anh em nha. Rồi tới đây em xin kết thúc nha. Anh em nào nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 03436 1235. Xin cảm ơn rất nhiều.